Chương 3. Thứ tư tuần tới tôi sẽ rời Milford để về lại thành phố. Mùa thu đã sắp đến rồi. Ở bên này người ta gọi mùa thu là mùa rơi, bởi vì mùa thu cũng là mùa lá vàng rơi rụng. Cũng như người ta gọi mùa xuân là mùa tuôn dậy, lộc non chồi xanh tuôn dậy như một dòng suối tuôn từ các khe đá. Chắc là công viên bờ sông cũng đã bắt đầu đẹp. Princeton, mùa thu thì nhất định là đẹp lắm rồi. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một buổi sáng lành lạnh, có nắng, đi trên những con đường nho nhỏ hai bên là những thảm cỏ xanh, rất xanh. Chỉ cần một tí gió thôi là bao nhiêu lá phong rụng xuống, rơi vào đầu, vào cổ, vào áo của mình. Mà lá phong rụng không phải chỉ là những lá mang độc một màu quả hoàng thôi đâu nhé. Có thể nói là có những chiếc lá thật là đỏ, đỏ thắm như son. Và từ màu xanh qua màu vàng đến màu đỏ thắm là biết bao nhiêu màu sắc. Những trận mưa lá như thế thật là ngoạn mục. Tôi rất ưa những loại cây thay lá, như cây bàng ở quê hương ta chẳng hạn. Ở phương bối, rừng núi mang màu xanh suốt năm, kể cả mùa đông rét mướt và mưa gió. Chỉ có một số ít cây thuộc về loại cây thay lá mà thôi, và các cây ấy không đủ nhiều để tạo nên một mùa thu, một mùa rơi rụng. Princeton thật là đẹp, nhưng mà Princeton không có được những nét độc đáo của phương bối. Princeton không có những buổi sương mù bao trùm núi đồi và gây cho ta cảm tưởng đang đứng trên mặt biển. Princeton không phản phất hương của hoa chiều, không có tiếng chim kêu dựng hú gian rừng, không có quyền bí và quan dại như phương bối. Tôi không thể nào quên được những đêm trăng rừng phương bối. Nguyên Hưng cũng biết là buổi tối ở trên rừng không giống gì với buổi tối ở đồng quê hay là ở thành thị. Mới chừng 8 giờ tối thôi, ta đã có cảm tưởng như là đêm đã khuya lắm rồi. Màn đêm dày đặc hơn, quyền bí hơn. Xung quanh phương bối, quyền uy của rừng thiên hình như đã được thiết lập lại. Ngồi trong thư phòng, thỉnh thoảng ta nghe những tiếng kêu kỳ dị phát ra từ những khu rừng bao quanh. Thế giới rừng núi quả đã khôi phục được quyền hành của nó. Ta có thể cảm thấy được những bước chân chậm rãi của Chúa Sơn Lâm và tiếng xào xạc của khu rừng tranh cao quá đầu người khi Chúa Sơn Lâm đi ngang. Rừng núi hết sức yên lặng nhưng cũng hết sức linh động. Những đêm có trăng, nhất là trăng khuya, ở phương bối hình như ít ai ngủ được. Có một bữa ham giết cho đến một giờ khuya, tôi không biết rằng Thanh Tuệ đã thức giấc và đang đứng lặng yên sau cửa sổ, nhìn ra khu rừng tẩm ướt ánh trăng. Tôi cũng tắt cây đèn bát đi và lại đứng gần bên Thanh Tuệ. Cả trăng cả rừng đều quyền bí, đều màu nhiệm và cùng tạo nên một khung cảnh mà chúng ta chưa hề thấy bao giờ trong đời, trừ ở phương bối. Trăng cũng tuyệt đối im lặng và rừng cũng tuyệt đối im lặng, nhưng mà trăng với rừng quả là đang nói chuyện với nhau, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ gì chúng ta không thể nào biết được. Trăng và rừng lúc này không phải là hai mà chỉ là một. Thí dụ ta lấy trăng đi thì rừng cũng mất, hoặc giả nếu ta lấy rừng đi thì trăng cũng tan biến. Và chính chúng tôi nữa, chúng tôi là gì lúc ấy? Chúng tôi có thể hiện hữu bên nhau sau khung cửa sáng ấy không, nếu một trong hai thứ trăng và rừng kia không hiện hữu? Nguyên Hưng cũng đã từng say mê những đêm trăng như thế. Riêng tôi thấy trăng từ 16 trở đi mới già dặn và mới đủ sức nói chuyện với rừng. Có những bữa khuya tôi đứng một mình, cũng sau khung cửa sổ lớn đó, nhìn ra khu rừng trước mặt. Hồi đó khu rừng chỉ cách ta độ 50-60 thước. Khu rừng hùng mạnh và dưới ảnh hưởng của trăng khuya tự tạo cho mình một hấp lực kỳ lạ. Có một sức gì thu hút phát xuất từ khu rừng, một cái gì rất quan dại và cũng rất hùng biện. Tôi thấy hình như thấp thoáng ở cửa rừng có bóng một người thượng, thân hình đen cháy, hai mắt long lanh, một người thượng của hàng ngàn năm về trước, chứ không phải như những người thượng bây giờ hay đi ngang qua phương bối để tìm rau rịa. Tôi thấy thức dậy ở trong tôi con người ở thời cổ sơ. Tôi muốn liệng bỏ hết chữ nghĩa, liệng bỏ hết chân minh, liệng bỏ hết những áo sống rách rối trên người để trần truồng đi vào trong rừng. Đi vào trong rừng làm gì tôi không biết, nhưng là đi vào thật sâu, đi mãi, đi mãi, dù là trời tối đen, dù là rừng đầy dã thú, đầy gai góc. Tôi thấy nếu tôi bị dã thú ăn thịt thì cũng không sao, không đau đớn, không hãi hùng, không luyến tiếc, có thể gọi là êm ái nữa cũng không biết chừng.
Tôi đứng như thế sau khung cửa rất lâu để chống lại với tiếng gọi của rừng, của trăng. Rừng ở Mayfair hiền quá đi. Tôi nhớ trăng rừng phương bối lạ lùng. Mình xa cách phương bối đã lâu rồi, nguyên hơn nhỉ. Nhưng mà từ ngày tôi rời xứ sở đến nay đã 16 tháng qua. Ngày hôm kia tôi làm một bài thơ hai câu như sau: Gối khuya rừng mộng trăng 16, 16 trăng rồi ngươi biết không. Tôi thích hai câu ấy lắm Nguyên Hưng à. Nguyên Hưng cứ nghĩ là rừng phương bối trong một đêm không trăng, gối đầu lên đêm khuya để mà nhớ, để mà thấy trong giấc mơ mặt trăng tròn đầy của ngày 16. Từ ngày xa cách, có phải là 16 mùa trăng đã qua rồi hay không? Tôi ưa những tiếng trăng 16 và 16 trăng nối theo nhau, làm cho hai câu trở thành như một, như một mà kỳ thực là hai. Nguyên Hưng à, vào cái ngày bắt đầu mùa an cư năm xưa ấy, trời bỗng tạnh mưa. Vào khoảng 9 giờ sáng thì Như Thông, Như Ngọc và thầy Châu Toàn lên. Họ mang theo rất nhiều thứ quà để tặng phương bối. Tôi còn nhớ đến chiếc giỏ mây thật đẹp mà chúng ta thường dùng để đem qua rừng cúng Phật. Và nào là chén, là đĩa, là đũa, là thức ăn. Hồi đó đồi thượng chưa được dọn sạch nên không thể ăn bữa cơm đầu hạ trên ấy như chúng ta ước muốn. Tuệ cũng đã vào từ lúc sáng sớm. Nguyên Hưng và tôi vẫn còn phải loay hoay dọn dẹp thiền thất. Toàn đã vào rừng than thiền một mình để hái hoa. Một lát sau chị Diệu Âm và cô Lưu Phương vào cùng đi hái hoa với Toàn. Chị hái được rất nhiều bông chiều, những chùm hoa lớn và trắng như tuyết. Còn Toàn thì sau khi hái được một ít hoa mẫu đơn đã bị rừng sim lôi cuốn. Thế là từ lúc đó Toàn hái toàn là những cành hoa sim. Tôi nhớ ngày hôm đó ở phương bối có rất nhiều bình hoa nhỏ mà phần lớn là những bình hoa sim. Nhưng vì Toàn đã chảy gần hết lá sim nên các bình hoa kia trông như những bình hoa đào. Cái giỏ mây đầy cả hoa chiều, hoa mẫu đơn và một vài thứ hoa khác nữa mà chúng ta không biết được tên được họ. Toàn còn chặt cả một đọt thông lớn để cắm vào chiếc ché thượng men nâu để trên thiền thất. Như Khoa và Thanh Giới cũng đã băng rừng băng núi tìm vào. Các bạn của phương bối như thế cũng đã khá đông. Sau buổi lễ Phật trang nghiêm và ấm áp, chúng ta đưa mọi người đi một vòng ở phương bối. Tuy nói là một vòng, kỳ thực đó chỉ là một vòng nhỏ, bởi vì phần lớn đồi núi ở phương bối vẫn là hoang vu, không đặt chân đến được. Những người bạn của phương bối đã ở lại đến 3 giờ chiều để đàm đạo về những dự tính cho phương bối trong tương lai. Rồi thì Toàn cùng với Như Ngọc và Như Thông từ giã chúng ta trước. Họ phải về Sài Gòn và trước khi đi tìm tới xe, họ phải băng rừng qua đến Đại Hà. Rồi Như Khoa và Thanh Giới cũng về, gia đình Đại Hà cũng về, chị Diệu Âm và cô Lưu Phương cũng về, Thanh Tuệ cũng về. Bởi vì Tuệ chưa vào phương bối luôn với chúng ta được. Lý do là Tuệ còn cưu mang dở dang mấy lớp học ở Plan. Buổi chiều ấy, sau khi họ ra về hết rồi, phương bối thật là vắng và thanh tịnh. Đưa Tuệ và chị Diệu Âm về xong, chúng ta từ cửa rừng than thiền, nơi có mấy chữ nho viết dọc theo một bảng gỗ, đóng trên một thân cây: Đại Lão Sơn Phương Bối An. Thông thả đi vào, phương bối là một thực tại rồi đó. Nhưng mà cũng như chiều hôm trước, chúng ta vẫn không chắc là nó có thật. Nó hiện hữu như một cái láng trời. Ta có thể nghĩ rằng nó muốn tan biến đi lúc nào thì nó tan biến. Có lẽ vì phương bối không giống với bất cứ một cái gì chúng ta đã gặp, đã thân thiết. Cũng có lẽ vì phương bối đối với ta còn mới mẻ quá, nhưng đã thân thiết quá. Lại cũng có lẽ vì phương bối đẹp không cùng, ta chưa hề nghĩ rằng số kiếp của ta mà lại có thể liên hệ được với một thực hữu kỳ diệu như phương bối. Vậy cho nên phương bối nửa như là thật, nửa như là hư. Ta không nghĩ rằng phương bối thuộc về ta. Tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên tôi rất đồng ý với Nguyên Hưng khi Nguyên Hưng nói chúng ta thuộc về phương bối. Vì câu nói ấy mà sau này Lý theo dệt thêm ra. Lý nói phương bối là thánh địa, chúng ta là dân của thánh địa, đi đâu thì cũng thuộc về thánh địa. Cái tính của Lý thì hay ăn to nói lớn như vậy đó mà, Nguyên Hưng. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi đưa Tuệ và chị Diệu Âm ra về, chúng ta đã đi thẳng lên đồi thượng, nhìn ra bốn phía,
rồi chúng ta đi vào trong những hàng trà. Đất rất mềm và tốt. Chúng ta men theo bờ rừng và đi mãi xuống đến gần thung lũng. Bỗng dưng Nguyên Hưng chỉ cho tôi những dấu chân cọp rất mới, in rõ ràng trên nền đất tốt sau trận mưa hồi hôm. Dấu chân ấy hướng về phía lối về cầu Mai. Trời cũng đã chiều rồi, thanh vắng quá. Tôi hơi ngại ngại, liền rủ Nguyên Hưng trở về. Chúng ta băng qua những đồi chè để trèo lên đỉnh đồi thượng. Khi vào tới nhà, chúng ta đi đốt lửa vì trời đã rét. Vì Tâm Huệ ngày hôm ấy chưa ở lại được với chúng ta, nên đêm ấy chỉ có một mình tôi với Nguyên Hưng. Chúng ta soạn một bữa cơm chiều rất giản dị, rồi ngồi ăn bên nhau dưới ánh sáng của bốn ngọn đèn nến. Đêm ấy tôi đã nói cho Nguyên Hưng nghe về những dự liệu văn hóa chúng ta sẽ thực hiện sau này. Trước khi đi ngủ, chúng ta đã có một buổi công phu ngắn và cảm động. Tôi đã nhắc Nguyên Hưng nhớ lại những cảnh trăng rừng phương vối. Tôi tưởng cũng phải nhắc Nguyên Hưng nhớ lại thêm về những buổi sớm mai trên rừng núi Đại Lão. Hồi đó, chúng ta thường ưa làm việc tay chân vào buổi sáng. Chỉ trong vòng 3 tháng sau ngày chúng ta về, phương bối đã trở nên quang đãng và đẹp đẽ. Bởi vì sáng nào chúng ta cũng làm việc tay chân, và ngày nào chúng ta cũng có ít ra một người bạn thượng làm việc trong phạm vi phương bối. Sau này ta lại có anh Năm, người con trai hiền lành từ xứ Quảng di cư vào. Năm đã ở lại với chúng ta trong suốt thời gian hưng thịnh của phương bối. Chỉ trừ những ngày mưa, còn thì buổi sáng nào ở phương bối cũng đẹp. Buổi sáng phương bối thật là linh động. Sáng nào phương bối cũng vang động tiếng chiên, tiếng dượng. Trời phương bối rét nên chúng ta không dậy sớm. Thường thường tôi châm đèn ngồi viết đến nửa đêm. Buổi sáng tôi thường thức dậy giữa tiếng chiêm tiếng dượng. Chính Tuệ và Nguyên Hương biết rằng tôi chưa khôi phục lại được sức khỏe ngày xưa, nên hai người cứ lẳng lặng dậy trước để yên cho tôi ngủ. Còn dì Tâm Huệ thì ngủ rất ít. Thường thường khi tôi dậy thì đã có nước trà để uống cho ấm bụng. Nồi cháo trắng đổ xanh lúc ấy đã chín rồi. Thường thường chúng ta hay chạy vào bếp sưởi ấm, uống nước và ăn điểm tâm ngay trong cái bếp nghèo nàn nhưng ấm cúng đó. Nguyên Hưng còn nhớ không? Nắng mai tuy rất trong và rất đẹp nhưng không đủ ấm, cho nên chúng ta phải bắt đầu mỗi ngày bằng công việc tay chân. Làm như thế thì chỉ trong 10 phút là đã thấy ấm người rồi. Hồi đó tôi cũng biết sử dụng phản, cuốc và mai không kém gì Nguyên Hưng vậy. Nguyên khu đồi thượng chúng ta cũng đã phải để ra hàng tháng mới dọn xong. Bao nhiêu là gốc cây, bao nhiêu là dây chằng, bao nhiêu là gai góc. Chúng ta đã làm được không biết bao nhiêu là ghế, là bàn, bằng những nguyên liệu của rừng, như mây, như gỗ, ngay trên đồi thượng. Lại còn có những chiếc ghế treo nữa. Các thầy ở Huế hay ở Sài Gòn, mỗi khi lên là cứ ưa ngồi hàng giờ trên đồi thượng. Và dù lớn đến cách mấy, vị nào cũng thích ngồi đu trên những chiếc ghế treo. Buổi mai ở phương bối đẹp như một tờ giấy trắng tinh, nguyên vẹn. Một tờ giấy trắng tinh có ẩn màu hồng ở góc. Thật vậy, Nguyên Hương à, chúng ta thức dậy ở phương bối với ý thức là chúng ta có trước mặt một ngày trọn vẹn, không bị ai xâm phạm. Không phải đi hội họp, không phải chờ xe buýt, không phải ngồi ở phòng đợi, không phải thao thức vì những cái rendezvous. Một ngày trọn vẹn, có đủ sáng trưa chiều tối và đẹp như màu hồng của bình minh. Một ngày trọn vẹn mà ta muốn sử dụng như thế nào cũng được. Nguyên Hưng có thể hoặc làm cỏ ở đồi trà, hoặc dọn thêm khu rừng trước mặt, hoặc trồng thêm cây ăn trái, hoặc viết lách hay nghiên cứu. Chúng ta làm được thật nhiều việc, nhưng không bao giờ chúng ta chán việc, bởi vì tất cả những gì ta làm là đều do sở thích. Nếu ta không làm cỏ ở đồi chè chẳng hạn, thì anh Năm cũng chịu khó làm, và thế nào đồi chè cũng sạch cỏ. Nếu ta không dọn thêm một khu rừng trước mặt hôm nay, thì ta có thể làm vào một hôm khác. Chúng ta tóm lại, muốn làm gì thì làm. Buổi sáng sau khi ăn điểm tâm, thế nào trong chúng ta cũng có một người đề nghị là nên đi làm việc gì sáng hôm nay. Tôi nhớ hồi đó phương bối có Nguyên Hưng, có Tuệ, có Triều Quang, có Lý, có Năm, có Phú, có dì Tâm Huệ và có tôi. Nếu Nguyên Hưng đề nghị sáng nay dọn thêm ở khu đồi thượng thì ít nhất cũng có 3 người hưởng ứng. Hoặc nếu Lý đề nghị sáng nay làm một con đường xuống thung lũng thì Lý chắc chắn cũng có người hưởng ứng. Thường thường các đề nghị đều được tất cả mọi người tán thành. Có khi 2 người cùng đề nghị một lần, và chúng ta chia ra 2 nhóm tùy theo sở thích. Lâu lâu chúng ta lại có một cuộc thám hiểm núi rừng. Ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Thường thường những cuộc thám hiểm như thế kéo dài cả ngày. Chúng ta hay dừng lại ăn trưa và nghỉ ngơi bên một dòng suối.
Nhiều hôm Nguyên Hưng và Triệu Quang mang về những cây phong lan tuyệt đẹp, ai nấy đều mệt nhoài. Đêm đến chúng ta ngủ rất ngon. Trong những buổi đi rừng, phục sức của tất cả mọi người đều rất kỳ dị. Nguyên Hưng có nhớ không? Ở phương bối, chúng ta không cần phải dâng theo luật lệ của người phàm. Ta có thể đội bất cứ thứ mũ nào, mang bất cứ thứ giày ủng nào, dùng bất cứ thứ thắt lưng nào. Có khi nhìn vào tấm gương, tôi thấy tôi giống như một ông ngáo ột. Râu thì có khi một tuần chưa cả một lần. Không phải vì làm biếng, mà vì chúng ta có những việc khác ưa làm hơn. Áo thì bằng da dày cộm để gai rừng không bấu rách. Ống quần thì túm lại bỏ vào trong đôi ủng cao su để khỏi bị dắt xâm nhập. Dai thì mang một cái sách đựng hoặc cơm trưa, hoặc chiếc võng đai, hoặc hộp cứu thương. Tay thì cầm một cái xà gạt hoặc một cái gậy. Những học trò của tôi ngày xưa nếu có trông thấy tôi trong hình dáng ngáo ột ấy, chắc cũng không thể nào không kinh ngạc cho được. Ăn mặc như thế này để vào lớp giảng thơ Nguyễn Du thì chắc là không được đâu, phải không Nguyên Hưng? Ở rừng núi chúng ta đi đứng mạnh bạo hơn, chào nhau ở cửa rừng đôi khi chúng ta không chắp tay trước ngực, mà chúng ta đưa một cánh tay thẳng lên trời. Đi lại trên các con đường rừng núi thì không cần bước từng bước đĩnh đạc bệ vệ nữa. Chúng ta đi rất mau, hoặc là chúng ta chạy. Từ đồi này chúng ta la hét sang đồi kia. Nguyên Hưng hét to hơn ai hết, như một cái còi xe lửa. Có một điều mà chúng ta thấy rất rõ là ai lên phương bối cũng ưa la hét thật to. Tôi nhớ có một lần trèo lên cây thông cao ở rừng Tham Thiền để đốn một cành thông xanh. Nguyên Hưng hét vang cả núi rừng. Tôi lúc đó đang dọn dẹp thiền thất cũng bị tiếng hét của Nguyên Hưng kích động. Tôi bỏ chiếc chổi lau chạy ra nhìn về phía rừng Tham Thiền. Và buồn cười chưa? Tôi cũng hét to để hỏi và để trả lời Nguyên Hưng. Rừng núi lớn lao quá khiến cho ta có cảm tưởng là bị nhỏ bé lại, và vì thế tiếng hét của ta là để phá tan cái mặc cảm là chúng ta bé nhỏ. Có phải không Nguyên Hưng? Lại cũng có lẽ là vì chúng ta muốn trả thù những công thức giao tiếp của các xã hội cũ. Trong xã hội đó, nói thì phải nói với giọng giữ gìn, để ý từng câu từng chữ. Xã hội quy định ta phải ăn như thế nào, chào như thế nào, đi như thế nào, ngồi như thế nào, dán áo như thế nào, ngã mũ như thế nào. Vì vậy khi lên phương bối, chúng ta đã có khuynh hướng lập nhào tất cả những luật lệ đó. Và chúng ta chạy hoặc hét để phá vỡ cái mặc cảm chúng ta bị nô lệ, để chứng tỏ rằng chúng ta có tự do. Cũng như ở bên này người ta có cái kiểu chào nhau "How are you?" lạc như nước ốc. Câu chào ấy ai cũng thấy vô ích, thế mà không chào thì lại thấy thiếu một cái gì. Có thì là dư, mà không thì lại là thiếu. Buồn cười nhất là khi một người bệnh tới khám bệnh, bác sĩ hỏi: "Ông mạnh giỏi không?" một cách vô ý thức. Và bệnh nhân cũng trả lời mạnh một cách vô ý thức. Trong khi đó ta biết rằng nếu mạnh thì bệnh nhân đâu có cần tới bác sĩ làm gì. Nguyên Hưng à, giữa ta và vũ trụ có những liên hệ nào mà mỗi khi vũ trụ kêu gọi không thể nào cưỡng lại được? Tôi vừa mới viết cho Hưng về trăng rừng, một tiếng gọi hết sức thiết tha mà ở khi tôi có thể làm ngơ được. Tôi muốn kể cho Nguyên Hưng nghe về những trận mưa đầu mùa. Từ hồi còn bé thơ, tôi đã bị những trận mưa đầu mùa quyến rũ rồi. Hồi ấy tôi còn ở đồng quê, tiếng sấm động, trời sa sầm xuống thấp, những giọt nước to nặng đầu tiên rơi lột đột trên mái ngói. Vài ngọn gió thổi tới đập các cánh cửa sổ ầm ầm, tôi đã bị kích động ngay sau những hiện tượng đó. Thật giống như prelude của một bản hùng ca vĩ đại. Thế rồi sau một tiếng sấm long trời lở đất, mưa trút xuống rào rào như thác đổ. Những lúc như thế, đố mà tôi ngồi yên cho được. Tôi phải chạy ra dán màn, dán mắt vào cửa kính, những đọt cao xa quằn quại. Trong lúc trời đất thét gào, vũ trụ rung chuyển, những chiếc lá to bị gió hắt mạnh vào cửa sổ và vách tường. Nước trút xuống ào ào và chảy ồ ồ ngoài sân trước rảnh. Trong màn mưa bạc có những con chim quật cánh chống lại với gió với mưa. Trong bản hùng ca đó, tôi cảm nghe rất rõ rệt tiếng gọi của hồn vũ trụ. Tôi muốn trở thành một đọt cao hay một cành cây nghiêng ngả quằn quại trong mưa. Tôi muốn trở thành một con chim bay quằn quại giữa trời để chịu đựng sức mưa, sức gió. Tôi muốn chạy ra giữa mưa mà hét, mà múa, mà quay cuồng, mà cười, mà khóc. Nhưng mà tôi không dám, bởi vì tôi sợ mẹ tôi mắng. Trong tiếng ào ạt rạc rào của mưa, của gió, tôi ráng lấy tất cả gân cổ hát một bài. Dù tôi có hát to đến mấy, người ta cũng không nghe được, bởi vì bản nhạc đất trời lại lấn át hết.
Trong khi tôi hát như thế, mắt tôi vẫn không rời cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa. Thần trí tôi như bị hút vào cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa, và tôi cảm thấy tôi được hòa mình vào trong bản hòa tấu vĩ đại. Tôi thấy dễ chịu. Tôi hát bài này rồi bài khác, sau đó trời tạnh, hơi đột ngột. Tôi cũng dừng tiếng hát, thần kinh tôi êm dịu lại, và tôi nhận ra rằng trên mi tôi còn đọng một vài giọt nước mắt. Cho mãi tới ngày nay, tôi cũng vẫn còn giữ cái thói làm như vậy. Nguyên Hưng à, tuy rằng có đổi khác chút ít, tiếng gọi của đất trời vẫn tha thiết và rõ rệt như ngày xưa. Mỗi khi văng vẳng có tiếng gọi ấy là tôi lại giật mình, và với tất cả bản thể của tôi, với tất cả mọi nguyên tử của sinh lý tôi, với mọi đường máu, mọi đường dây thần kinh của thân thể tôi lắng nghe một cách kính cẩn và thiết tha. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một người mất mẹ đã 10 năm, một hôm bất giác nghe tiếng mẹ gọi. Tâm trạng của tôi là như thế đó. Mỗi khi tôi nghe tiếng gọi của đất trời, mới vừa hôm qua đây, trong cảnh rừng mưa, tôi quỳ dưới cửa sổ để nghe bản nhạc hùng của trời, của đất, của rừng, của gió. Cửa sổ để ngõ, nhưng tôi không đứng dậy đóng lại. Tôi quỳ đó thành kính, đầu hơi cúi thấp, trong khi gió tạt mưa vào, ướt cả đầu, cả cổ, cả áo tôi. Tôi thấy rất được dễ chịu, rất được yên lành trong cử chỉ ấy. Mãi cho đến khi rùng mình, thấy lạnh, tôi mới đứng dậy đóng cửa và đi thay áo, đốt lò sưởi. Trong lúc rừng Mitro vẫn cuồng nhiệt gào thét trong cơn mưa. Chương 4. Nguyên Hưng à, không phải tôi chỉ mới nghe tiếng gọi màu nhiệm kia trong lúc trăng và rừng nói chuyện, hay trong những cơn mưa lớn đầu mùa. Tôi lại còn nghe tiếng gọi ấy vào những buổi trưa rất là yên lặng nữa. Những buổi trưa ở quê hương ta, những buổi trưa mà Lưu Trọng Lưu nghe thấy cả tiếng gà não lùng cao sát gáy. Những buổi trưa mà Vũ Anh Khanh thấy cả nắng lỗ đổ rụng trên đầu người diễn khách ở xóm đào vắng người. Những buổi trưa ấy miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có, mà miền Nam cũng có. Tôi không tin rằng buổi chiều, dù là những buổi chiều nhìn ra cửa biển, là lúc gợi buồn nhiều nhất. Buổi chiều đối với tôi dù ở đâu cũng chỉ là đẹp thôi, chứ không buồn. Chỉ có một lúc duy nhất trong ngày có thể gọi là buồn, đó là buổi trưa. Vào khoảng 1 giờ hay trễ hơn một chút, buổi chiều cũng như buổi mai bao giờ cũng linh động, biến ảo và tràn đầy sức sống. Buổi chiều đã không mang màu sắc tàn tạ như người ta thường tưởng, mà trái lại còn hứa hẹn một sức sống rào rạt vào đêm. Tôi thấy vũ trụ sống về ban đêm nhiều hơn. Ban đêm, cái gì cũng linh động, cũng màu nhiệm, cũng hùng mạnh. Chỉ có loài người mới ngừng hoạt động trong đêm. Chứ vũ trụ, từ trăng sao, nước mây, đến trùng dế, cây cỏ, đều rì rào màu nhiệm. Nếu nói đến giờ ngưng động, ấy là giờ buổi trưa, lúc quá ngọ một chút. Không có một giọt gió, trời cao cao quá, cao đến im liềm, cao cho đến nỗi trở nên vô cùng sâu thẳm. Cây cối như chết đứng, không nói năng được một lời nào trong giây phút ấy. Mặt trời như thôi miên trái đất và điểm huyệt trái đất bằng con mắt lửa hung hãn của nó, khiến trái đất và muôn loài trên trái đất trở thành bất động, không còn cựa quậy được nữa. Tôi dám chắc rằng vào đúng giờ phút ấy, trái đất không thể nào còn quay được. Phải đợi cho đến khi nào có một đám mây hoặc một tí gió tới cứu vãn thì trái đất mới thoát khỏi được tình trạng bị điểm huyệt và mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nếu ta thiếp đi vào buổi trưa trong một giấc ngủ ngắn mà thức dậy đúng vào giờ phút ngưng động ấy, thì lập tức ta nghe tiếng gọi. Tôi nghe tiếng gọi như thế đã có đến hàng trăm lần rồi, Nguyên Hưng à, mà lần nào trái tim tôi cũng hồi hộp như nhau. Mà vì vừa mới thiếp đi cho đến lúc chợt tỉnh, tôi nghe nó không phải với lý trí của tôi, mà với tất cả biển tiềm thức còn đương dâng tràn, còn chưa kịp rút xuống khỏi lằn mất ý thức. Tôi nghe tiếng vũ trụ gọi tôi về, và tất cả bản thể tôi rung động đáp lại tiếng gọi ấy. Nguyên Hưng ơi, ở Phương Bối tôi cũng trải qua 4 lần nghe như vậy. Rừng cây ít khi nào đứng chết lặng như trong những lúc ấy, và trời không bao giờ cao như thế, sâu như thế. Trong giây phút kia, tôi thấy lòng ngập nhớ nhung và một niềm thao thức muốn trở về theo tiếng gọi màu nhiệm. Những lúc ấy tôi có cảm giác như đứng ở một biên giới có sương mù. Nếu tôi làm tan được sương mù, thì Nguyên Hưng ơi, tôi có thể thấy được. Thấy gì tôi không biết, nhưng chắc chắn là tôi sẽ thấy điều tôi hằng mong mỏi. Mà cái lớp sương mù ấy,
tôi có cảm tưởng nó có thể tan biến trong bất cứ một sát na nào, dễ như không, dễ như nó chưa bao giờ từng hiện hữu, em ơi. Nguyên Hưng, để tôi nhắc lại cho Nguyên Hưng nghe về đêm giao thừa đầu tiên ở Phương Bối nha. Từ hôm 26 Tết, Triều Quang, Từ Mẫn và Thanh Hiện đã tự động kéo về Phương Bối như con trở về nhà cha mẹ vào những ngày giỗ lớn. Quang ở Đà Lạt về mang theo rất nhiều nhánh bạch mai thật đẹp. Trước đó chị Diệu Âm đã cho Như Hiền đem tặng cho chúng tôi rất nhiều cây bạch mai con để trồng quanh nhà. Chúng ta bàn với nhau ăn một cái Tết lớn nhất trong đời chúng ta, và ăn tại Phương Bối. Sau một đêm bàn luận, chúng ta đồng ý như sau: 1. Đốt một đống lửa vĩ đại ngay trên đỉnh đồi thượng. 2. Cắm trại ở đồi thượng. 3. Nấu một thùng bánh chưng trên đồi thượng để cúng giao thừa. 4. Cúng giao thừa đốt pháo ở đồi thượng. 5. Hội họp ăn bánh chưng chúc Tết và bình danh ở đồi thượng. Cái đống lửa vĩ đại ấy chắc trong chúng ta không ai có thể quên được. Nguyên Hưng cũng nhớ là để phá rừng trồng trà, chúng ta phải đốn ngã hàng trăm cây rừng thật lớn. Những cây ấy, sau khi chúng ta đốt rừng, đã bị cháy xém và khiên chất lại thành đống. Chúng ta đã tốn hết hơn 2 ngày mới chất được đống củi vĩ đại trên đồi thượng. Có cây dài tới gần 7 thước, 6 người mới đủ sức dựng nó vào đống củi. Vì vậy, đống củi lửa trại to lớn như một cái nhà và đã được chất lên một cách rất công phu. Trong lòng đống củi vĩ đại, chúng ta đã đặt rất nhiều cỏ khô, lá khô và các cành củi rất dễ bén lửa. Đống củi đã cháy suốt đêm giao thừa và mãi đến sáng ngày mùng 2 vẫn còn cho ta than hồng. Nguyên Hưng nhớ không, ban đầu thì một số trong chúng ta không tán thành ý kiến cắm trại trên đồi thượng vì sợ sương khuya, nhưng sau lại chúng ta quyết định cứ căng liều trên đồi, bởi vì đống lửa vĩ đại sẽ làm tan sương và ấm cả khu đồi. Mà thật vậy Nguyên Hưng à, không những chúng ta thấy ấm mà nhiều khi còn thấy nóng bức là khác nữa. Còn bánh chưng, Lý là người Bắc và Lý tuyên bố có thể gói những chiếc bánh chưng vào hạng đẹp nhất Bắc Hà. Ban đầu ai cũng tưởng là Lý chỉ ăn to nói lớn theo kiểu một nhà văn như Lý, nhưng sau khi thấy Lý trổ tài ai cũng phục lắm, vì Tâm Huệ mua nếp đỗ xanh và cung cấp lá rong tươi cho Lý. Hôm gói bánh tôi cũng làm phụ tá cho Lý trong việc lau lá, xếp lá, rọc lá. Lý làm một cái khuôn nhỏ và gói những chiếc bánh chưng nhỏ xíu vuông vắn thật đẹp. Bánh chưng được nấu từ lúc 5:30 chiều để kịp chín nửa giờ trước giờ giao thừa. Mẫn và Hiện đã bắt 2 cái bếp gần dưới chân đồi thượng, một bếp để luộc bánh chưng và một bếp khác để nấu nước sôi tiếp cho nồi bánh. Bếp phải đặt phía dưới, bởi nếu gần đỉnh đồi quá thì sẽ nóng vì đống lửa đỉnh đồi. Cả nhà chuẩn bị ăn Tết một cách rộn rịp. Và chính sự chuẩn bị rộn rịp để ăn Tết ấy quả đã là Tết một cách đích thực rồi. Từ lúc 3 giờ chiều, Nguyên Hưng và Triều Quang đã vào rừng đốn về những cây tre lớn và cưa ra từng ống một chất đầy bên lều. Khi thùng bánh chưng sôi, tất cả chúng ta đều tắm rửa quay quần trong chiếc lều lớn nhất cắm trên đồi, nghỉ ngơi, nghe chương trình phát thanh cuối năm của Đài Sài Gòn từ chiếc Sony quen thuộc và ăn cơm, một bữa cơm chiều thật đơn giản, tha hồ cho chúng ta nói chuyện bốn phương. Hồi ấy thường trú tại Phương Bối mới chỉ có Nguyên Hưng, Lý Tuệ, dì Tâm Huệ và tôi. Còn những người khác đều là chim bốn phương bay về đây cả. Những con chim ấy bay về Phương Bối và tiếu thích kể cho nhau nghe những mẫu sinh hoạt, những câu chuyện, những biến cố đã xảy ra cho chúng từ những phương trời khác nhau. Không ai là không thấy rõ, Phương Bối chính là alma mater của mình. Trên những cây cao còn lại của đồi thượng và cả trên lan can của thiền thất nữa, Mẫn và Lý đã treo đèn. Và lúc 10:30, Nguyên Hưng ra lệnh đốt lửa. Thế là chỉ trong nửa giờ sau, đống lửa cháy rực trời trên đồi thượng, tàn lửa lên cao, cao ngất, khiến cho một vài người trong số chúng ta đã tỏ ý lo ngại cho sự cháy rừng. Nguyên Hưng nghĩ, cháy rừng làm sao được khi tàn lửa phải bay lên 400 thước mới tới được cửa rừng. Tuy vậy, đống lửa vĩ đại soi sáng rực rỡ cả một vùng rừng núi hoang dại, bởi vì đồi thượng là chiếc đồi cao nhất trong vùng. Chúng ta trông rõ tất cả những vùng rừng núi bao quanh Phương Bối nhờ ánh lửa rực trời trên đồi thượng. Có lẽ tất cả thú vật dân chúng của núi rừng đang ngạc nhiên và qua kẽ lá đang hướng những cặp mắt nhìn về đồi thượng. Xa xa, ta có thể trông thấy ngôi nhà của Đại Hà thấp thoáng trong đồi núi chập trùng. 11:30 khuya rồi và đống lửa đã cháy lên rất cao. Chúng ta trở về thiền thất cúng giao thừa. Chiếc bánh đầu tiên vớt ra để được đem lên cúng Phật.
Buổi lễ đơn giản và ấm áp chỉ kéo dài vào khoảng 20 phút. Giao thừa đến, Mẫn Hưng Quang Hiện Lý, tất cả đều mang những ống tre liệm dần vào đống lửa vĩ đại. Đó là pháo lệnh giao thừa của Hưng đấy. Các ống tre liên tiếp nổ lớn vang động cả rừng núi và có lẽ làm kinh hoàng cả mọi loài ẩn náu trong rừng. Tôi còn nhớ là các cậu đã quăng vào đống lửa 50+ ống pháo tre như thế, và không có ống nào là không nổ lớn. Bánh chưng của Lý quả thật là rất ngon, có lẽ cũng ngon nhờ những điều kiện khác nữa, như là không khí đặc biệt của Phương Bối, sự hiểu biết của mọi người, vui vẻ của mọi người, và nhất là sự đói bụng của mọi người. Nói như thế không có hại gì đến cái uy tín gói bánh của Lý cả. Mỗi người trong chúng ta phải chúc tất cả mọi người, và như thế chúng ta nghe tất cả đến 54 câu chúc Tết. Vì Tâm Huệ tỏ vẻ nhiều e thẹn nhất, dù gì lớn tuổi bằng gì của tất cả chúng ta, và vì đã chúc cho tất cả những câu chúc đơn sơ mà chân thành cảm động. Tôi nhớ suốt ngày mùng một Tết, các cậu đã chia thành 2-3 toán rủ nhau đi chơi thám hiểm núi rừng, đến đâu cũng đốt lửa chặt tre làm pháo đốt vang cả rừng. Thầy Thanh Từ chưa có mặt ở Phương Bối trong cái Tết thứ nhất ấy, nhưng trong cái Tết thứ hai, thầy cũng tham dự những trò nghịch ngợm nhất của mọi người. Ở đây ai cũng dễ dàng và sẵn sàng để mà đồng sự. Kiểu chào của thầy Thanh Từ cũng thay đổi như tất cả mọi người, và cả đến những kiểu sinh hoạt khác như đi núi, trồng cây, cắm trại nữa. Lần đầu lên Phương Bối thăm, thầy Thanh Từ đã tỏ sự ưa thích Phương Bối một cách mặn nồng. Thầy bảo chúng ta nhường cho thầy một vùng núi để làm thiền thất. Tôi nói tất cả rừng núi Phương Bối là của thầy. Thế là sau đó vài ba tháng, nhờ sự giúp đỡ của vài người bạn thân của thầy, chúng ta đã dựng một thiền thất ở triền đông bắc của đồi thượng. Nhà thiền này được đặt tên là Thiền Duyệt Thất. Duyệt có nghĩa là sự vui vẻ quan lạc về tinh thần. Trong bài cúng dường của nhị thời khóa tụng, ta thấy có câu Thiền Duyệt Di Thực, nghĩa là thức ăn làm bằng sự quan lạc của thiền định. Thầy Thanh Từ nghe đặt tên cho nhà thiền như thế thì chịu lắm, bèn chấp nhận ngay. Bên cạnh Thiền Duyệt Thất, chúng ta còn xây thêm một hồ chứa nước nữa, và thầy Thanh Từ đã tự tay làm một chiếc giàn hoa leo thật đẹp phía trước. Hai bên con đường từ dưới đồi đi lên, thầy đã trồng những cây thông con bứng về từ Di Linh. Thầy lại còn trồng thêm bao nhiêu là thứ hoa nữa xung quanh thất. Lúc Thiền Duyệt Thất làm xong thì chiếc nhà thượng cũng được khởi công dựng trên chót dốc đỉnh đồi. Hai người có công nhất là Triều Quang và Nguyên Hưng. Hợp tác với anh Phương ở ngoài xóm và với hai người thượng nữa, Quang và Hưng đã hoàn thành được chiếc nhà duyên dáng ấy trong vòng một tháng. Vì đứng chót dốc trên đỉnh đồi nên nhà thượng phải được tạo dựng vững chãi. Tôi biết Nguyên Hưng đã tốn rất nhiều công phu vào ngôi nhà ấy. Tôi đã cùng Nguyên Hưng trang trí bên trong và bên ngoài nhà thượng. Sau này chính nhà thượng trở thành hình ảnh tượng trưng nhất của Phương Bối. Buổi chiều chúng ta hay quay quần bên nhà thượng cho đến tối, và nhiều đêm chúng ta đan chăn ngủ ngay ở sàn nhà thượng. Có đêm rét quá mà trên đồi thì nhiều gió, chúng ta bắt buộc phải ôm chăn rời nhà thượng nửa đêm để về nhà cũ. Tôi không quên được những đêm chúng ta đứng trên lan can nhà thượng ngắm sao ngắm trăng. Những đêm như thế thật là huyền diệu. Sao và trăng gần chúng ta quá, nhất là sao Mai lớn gần bằng một mặt trăng. Không biết ở những nơi như Trúc Lâm, Toàn có thấy sao Mai lớn như thế này không? Có nhiều đêm tôi kéo Lý ra khỏi đống bản thảo dày cộm của Lý để chỉ cho Lý thấy trăng thấy sao. Tôi thì cũng ham viết lắm, nhưng vào những đêm nhiều sao như thế này, tôi không tài nào viết được. Nguyên Hưng, tôi nghe Phương Bối đã trở nên bất an quá, cho nên thầy Thanh Từ cũng đã rời Thiền Duyệt Thất mà về Phú Lâm rồi, thật là buồn. Hôm tôi từ giã Phương Bối, tôi thấy thầy Thanh Từ có thể ở lại Phương Bối bình yên. Nhưng mà không, lâu nay Nguyên Hưng có tiếp xúc với thầy Thanh Từ bằng thư không? Hôm qua tôi có viết cho thầy Thanh Từ một lá thư. Lá thư còn để đây, chưa có dịp đi gỡ nhà dây thép. Tôi đã viết lá thư ấy trong một tâm trạng bình yên và yêu thương. Nhưng mà có lẽ chỉ những người thuộc về thánh địa Phương Bối như thầy Thanh Từ, như Hưng, như Lý mới hiểu được tại sao tôi có thể viết như thế mà thôi. Thôi để tôi chép cho Nguyên Hưng đọc một đoạn trong lá thư đó nhé. Đoạn này nằm ở giữa lá thư. Tôi đã tìm ra chân lý rồi. Trời ơi, có phải là nghe câu ấy thầy đang ôm bụng cười tôi phải không? Tôi nói thật đó mà. Khi tôi thấy nó tôi giật mình. Nó không phải là ai xa lạ cả. Nó là: thầy ơi,
nó là kẻ mà tôi đã gặp từ lâu, đã biết rõ mặt mũi từ lâu. Nó không có chi mới lạ đối với tôi cả. Thế mà tại sao lâu nay, có tới ngàn vạn kiếp rồi, tôi không nhận diện được nó? Lần này thấy nó, tôi ngạc nhiên đến nỗi không biết làm gì hơn là phá lên cười. Cũng giống như bây giờ thầy đang ôm bụng cười tôi vậy. Tôi hỏi, tôi tưởng tên của cậu hay như thế thì mặt mũi cậu phải đẹp lắm kia chứ. Nó hỏi lại, vậy thầy thấy tôi xấu hay sao? Tôi giật mình ngó lại thì quả thực là nó không xấu. Nó lại hỏi, hỡi người đã tìm thấy tôi, người sẽ làm gì chiều hôm nay? Tôi nghiêm trang trả lời, ta sẽ đi ăn cơm khi ta thấy đói bụng và sẽ đi ngủ khi ta thấy buồn ngủ. Thầy ơi, hôm từ giã phi trường Tân Sơn Nhất, tôi có mang theo một cái hột gà. Tôi như một con gà mái ấp trứng và luôn luôn có một cái hột gà để ấp đêm và ngày. Tôi mang theo qua bên này một hột gà tôi đã ấp từ 6-7 năm nay. Và những kẻ đưa tôi ra phi trường không có ai hay biết. Họ chỉ biết tôi mang theo một chiếc áo lạnh như một cây bút pilot. Nhân viên quan thuế không biết, mà tôi cũng không biết phải khai báo ra làm sao. Tôi nín thinh, nhưng mà tôi tin ngồi ở thiền duyệt thất, thầy có thể biết. Tôi nhớ cũng đã từng nói cho thầy nghe và hứa với thầy rằng khi nào hột gà nở ra con gà thì tôi tin cho thầy hay. Thầy có nhớ điều đó không? Hôm nay tôi có thể tin cho thầy biết là thêm một năm ấp ủ và do khí hậu thuận lợi, con gà con đã mổ được vỏ trứng và chui ra ánh sáng. Ra khỏi vỏ nó lớn rất mau chóng. Đêm mùng 7 tháng 5 vừa qua, tôi được chứng kiến một cuộc đàm thoại giữa Đức Phật và Ma Dương Ba Tuần. Đức Thế Tôn tiếp Ma Dương Ba Tuần ở núi Linh Thứu với tư cách một thượng khách của Ngài. Thầy nghe không? Một thượng khách của Ngài. Tôi thích thú lắm. Tôi định sẽ ghi tất cả nội dung của cuộc đàm thoại đó làm thành cuốn kinh. Đức Phật, xin mời Ngài ngồi. Ba Tuần, xin cảm ơn Ngài. Gồm cái ông thị giả của Ngài khó tin quá. Khi tôi xưng danh hiệu, ông ta nhất định không cho tôi vào. Ông nói, nhà ngươi còn đến đây làm gì? Ngươi không nhớ năm xưa, dưới gốc cây bồ đề, ngươi đã bị Đức Thế Tôn đánh bại hay sao? Ngài sẽ không tiếp nhà ngươi đâu. Nhà ngươi là kẻ thù của Đức Phật. Tôi phải nói khích một câu ông ấy mới cho vào. Đức Phật cười bảo, Ngài nói khích như thế nào? Ba Tuần nói, tôi nói Phật thì làm gì có kẻ thù. Phật mà còn phân biệt kẻ quán người thân thì đâu phải là Phật. Chừng ông ta đã được nghe đâu cái câu ấy của Ngài một vài lần rồi, cho nên khi nghe tôi nói khích ông ta động lòng tự ái cho tôi vào ngay. Đức Phật nói, cái kiểu của Ngài thì muôn đời như vậy, và cứ phải mưu mô và đi đường cong như vậy thì mới thắng được thiên hạ. Nhưng mà thật ra có làm như thế mới được gọi là Ma Dương. Ba Tường nói, đúng lắm thưa Ngài, là Ma Dương bực lắm. Mặc áo thì luôn luôn phải mặc áo giấy, vẻ mặt thì khi nào cũng phải hoặc nham hiểm, hoặc độc ác, hoặc u mê. Thở thì phải thở ra toàn khói nghi ngờ đen nghịch, để có hình thức phù hợp, để cho danh chánh ngôn thuận là Ma Dương mà. Đi đâu thiên hạ cũng tránh, cũng ghét, cũng sợ. Là Ma Dương quá thật bực lắm. Đức Phật nói, vậy Ngài tưởng làm Phật sung sướng lắm hay sao? Thiên hạ dán vào lưng tôi nhiều nhãn hiệu mà tôi không hề tự xưng bao giờ. Thiên hạ đem tôi ra bán buôn, và cứ tưởng tượng ngồi trên xe hoa để thiên hạ rước đi từng bước gật gù qua các hàng phố bán than, bán thực phẩm, bán nước mắm, vân vân, thì tôi tưởng Ngài sẽ chẳng bao giờ ước muốn được làm Phật Thế Tôn của nhân loại. Nghe Đức Thế Tôn nói xong, Ba Tuần cười ha hả. Nguyên Hưng ơi, tôi chỉ chép Nguyên Hưng đọc từng đó mà thôi nghe. Không phải tôi sợ rằng Nguyên Hưng nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại hay trách móc đâu. Tôi đã nói với Nguyên Hưng rằng tôi viết lá thơ đó trong tâm niệm an lành và thương yêu rồi mà. Mai sau nếu chúng ta được trở về phương bối thì bản thảo cuốn kinh kia sẽ được để trên bàn giữa của chiếc nhà thượng, và sẽ chỉ có những người có căn cơ đại thừa của đại thừa mới được mời đọc cuốn kinh đại thừa của đại thừa ấy, có phải không?